Hôm nay là mặt hiệp là buổi thứ ba. Đấy, bạn nhìn nha. Những phần mụn mủ nó cải thiện rất chi là nhiều này. Hiệp có bảo là không còn ngứa nữa. Bắt đầu từ hôm nay thì mình vẫn xử lý chỗ nào mụn mủ và chỗ nào mụn ẩn, các bạn nhìn này. Khi mà bị mụn như này là các bạn phải đi loại bỏ sạch sẽ hết những cái mụn này đi nhá. Phải loại bỏ hết cái mụn ẩn này đi thì nó mới không nên mụn mủ. Bây giờ mình sẽ lại tiếp tục đi xử lý những cái mụn mủ này nhá. Con zoom lên. Ok nhá. Cái mụn nó mủ ở dưới này thì lúc trước các bạn nhìn thấy đấy, nhưng bây giờ hết sạch rồi, không còn nữa, đang tái tạo da rất chi là tốt. Rửa mặt massage cho khách ngon thôi. Còn nó lên được. Bên này thì hôm nay thì gần như là hết mụn mủ rồi, chỉ còn có hai cái thôi. Hai mụn mủ nữa các bạn ạ. Các bạn sẽ nhìn sang bên này nhá. Mủ bên này nhá. Mụn mủ bên này thì cũng khô côi lắm. Đây này đấy. Bạn bôi là đã khô. Bề da của bạn ấy khô thông thoáng rồi nè. Mùa hè này mà các bạn không để ý đến da mà có những cái mụn ẩn như thế này thì sẽ rất dễ nhiều mụn mủ đấy. Zoom cái này nhìn rõ không? Nhìn rõ. Cố gắng lên con. Chỗ này là hai con. Cũng may chưa đến mức độ mạch luồn như của bạn Giang. Hôm nay da của bạn Hiệp thì nó rất chi là khá rồi. Mình bắt đầu mình đi lấy mụn ẩn nha. Các bạn sẽ theo dõi mình lấy mụn ẩn nha. Bạn sẽ theo dõi mình lấy mụn ẩn hôm nay. Phần nào đấy cho bạn Hiệp nhé.
lần này. Da này hôm nay khỏe rồi mình mới dám lấy mụn ẩn và dùng đến cây kim thần thánh này. Còn nếu mà da không khỏe thì không dám dùng đến, bởi vì là nó sẽ gây tổn thương da ngay. Nhưng hôm nay da của bạn ấy khỏe lên, không còn đỏ nữa. Mình sẽ lấy những cái vùng da an toàn nhất. Ra một lúc là ba bốn con luôn. Về da con có bớt dầu không Hiệp? Có. Bác loại bỏ dần hết. Cô loại bỏ dần cho con hết những cái mụn mủ này, mụn ẩn dần dần. Bớt dầu trên da. Rất nhiều bạn xem ở trên YouTube thì hỏi là tại sao mình không lấy hết một lần lượt. Da của bạn ấy tổn thương thì nó rất chi là mỏng yếu, nên là mình phục hồi được đoạn nào mà mình thấy da khỏe mình mới dám lấy mụn nhé các bạn nhé, chứ không phải đặt cây kim vào nó sẽ gây tổn thương da. Có những vùng mình lấy mình phải rất chi là rón rén luôn, không dám đẩy mạnh, nhưng nếu không đẩy mạnh thì sẽ không dứt được chân ra, thì còn chân mụn thì ngày mai nó sẽ gây mụn nhiễm khuẩn đấy, nên là phải lấy cái mụn nào phải chắc được chân là phải xếp sạch chân mụn đấy.
điều khiển điều hòa ở cái cây, cái chỗ cây kia đâu, xem bật cái điều hòa bên đấy lên đi. Đấy. Đi ra đây xem nào, cái chỗ nào. Con Yến ở dưới nhà ấy, gọi nó lên nó làm thôi. Chú thế à? Cái Loan nó đâu? Nó từ lúc nãy cơ mà. Sao nó lần mần thế chứ gì? Cách đây con... Những con bụi này thì phải loại sạch nhá, Bi nhớ chưa? Nhưng mà những cái vùng da này phải hết sức cẩn thận, nhớ chưa? Mỏng. Mỏng nhá. Đấy, Hiệp bị toang cái mặt là vì những cái mụn này này. Đấy. Nếu không được loại sạch ấy, thì cái mụn này nó gây nhiễm khuẩn đấy. Chân này còn chưa được sạch này, nhìn này. Đấy. Phải sạch như thế ra thì nó mới không bị mụn mủ. Ở bên này thì sẽ để đến buổi sau, bởi vì có những cái vùng da đang rất yếu. Nên nó chỉ lấy cho vài con ở đây thôi. Buổi hôm nay thì mới đi được khoảng 30% mụn ẩn ở bên này. Thì bôi thuốc vào thì sẽ kích dần mụn và xe cồi mụn. Sau đó thì là bạn ấy rửa mặt nó cũng sẽ ra dần. Nhưng mà không nên lạm dụng mà lặn nhiều quá một lúc, nó sẽ gây tổn thương da và cái da nó phục hồi không kịp. Vì da cũ đã đang yếu rồi.
hoặc là khi mà các bạn mà đi quá vào ấy, nó gây sẹo trên da. Với da của bạn Hiệp này thì các bạn theo dõi đều nhá, xem có tôi có để lại sẹo cho bạn ấy không nhá. Xem quy trình điều trị da ở bên nhà mình xem có để lại sẹo không nhá. Rồi, đây con đắp mặt nạ cho bạn này đi.